Hello hello, xin chào tất cả 500 anh em nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Radio Channel của mình. Thì tiếp tục chương mục tổng hợp tin tức xe máy ngày hôm nay, mình lại cập nhật giá bán cũng như trả góp cho dòng Suzuki Raider 150 ở giữa tháng 8 cho đến cuối tháng 8 này nha mọi người. Và theo như thường lệ, mình sẽ quay sơ lược mặt tiền cửa hàng An Thành Pháp một xíu nha. Bạn nào mà theo dõi kênh mình chắc cũng biết đến cửa hàng xe máy An Thành Pháp này rồi ha. Cửa hàng này tọa lạc ngay đèn xanh đèn đỏ hướng đi vô cộng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 gặp anh Côn nha. Và số điện thoại mình luôn cập nhật phía dưới góc trái đó nha mọi người. Đó, nói chung là số điện thoại mình luôn cập nhật phía dưới góc trái màn hình đó nha. Các bạn mua xe thì các bạn cứ liên hệ nhìn mình ha. Hoặc là có thể comment phía dưới mình tư vấn được cái gì, mình biết được cái gì thì mình tư vấn cái đó nha. Tại vì cửa hàng chỉ nhờ mình tới review thôi, giá bán là các kiểu thôi, còn các thủ tục đồ thì mình biết cái nào mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái đó luôn ha. Và bạn nào xem xong video clip đừng quên đăng ký kênh cũng như like video clip để ủng hộ mình và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha. Rồi bây giờ mình sẽ cập nhật giá bán luôn ha. Thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Suzuki Raider này với mức giá là khoảng 51 triệu đồng nha các bạn. Về phần và giá mình báo là giá nguyên bản ha, đã có thuế VAT 10% rồi nha. Còn về phần trả góp á, thì các bạn không cần trả trước nha, hay còn gọi là trả trước không đồng á. Các bạn chỉ cần tới làm hồ sơ đậu là các bạn có thể lấy xe về. Còn bạn nào mà có điều kiện mình trả trước 5, 10, 15, 20 cũng được ha. Hoặc là trả trước 50% giá trị chiếc xe là nhận ngay cả về gốc nha. Thủ tục thì rất là đơn giản luôn, cũng như mọi lần thôi. Đó chính là chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu là các bạn có thể làm hồ sơ trả góp ha. Và các bạn chỉ cần đủ 18 tuổi là các bạn làm được. Còn 16 tuổi là các bạn có thể đứng tên xe cũng như cà vẹt xe nha. Các bạn chú ý mình nha, là 16 tuổi là các bạn có thể đứng tên xe, nhưng mà 18 tuổi trở lên thì bạn mới làm được thủ tục hồ sơ trả góp ha. Các bạn chú ý nha. Rồi tiếp tục là mình sẽ giới thiệu sơ lược hai phiên bản độ này nha. Một trong những hai phiên bản mà rất được nhiều bạn ưa thích trong thời gian gần đây luôn, và nhiều bạn kêu mình review luôn, và cửa hàng cũng thấy như là rất là nhiều bạn hỏi nên cửa hàng kêu mình review ha. Nói chung là đa số các phiên bản độ mình review đều là rất là được nhiều người ưa chuộng luôn mọi người, nên cửa hàng mới kêu mình review chứ đúng không. Chứ tự nhiên đâu ra tiền kêu review mấy phiên bản cùi làm gì. Bây giờ mà review mấy phiên bản cùi thì đâu ai mua review gì đúng không, tốn thời gian mệt mình nữa đó. Rồi bây giờ mình đầu tiên là mình sẽ giới thiệu phiên bản Suzuki Raider phiên bản cá mập xanh xi măng này nha. Đây, mình nhớ không lần đầu trước có một bạn hỏi mình là kêu mình review phiên bản này đó, nên bây giờ mình cũng nói với cửa hàng nên cửa hàng cũng kêu mình review luôn. Chính là phiên bản xanh xi măng cá mập Raider. Và đây là phần mặt hông bên phải của xe, toàn cảnh đó, mình quay như vậy để các bạn xem và dễ đánh giá cũng như tham khảo luôn ha. Và bây giờ mình sẽ tiến lại gần quay chi tiết nè. Đầu tiên mình sẽ quay phần mặt nạ xe trước đi ha. Đây, đây là phần mặt nạ xe ha. Nói chung là màu xanh xi măng này hot trend khỏi bàn rồi, không cần phải nói nhiều về em nói luôn, về cái độ hot luôn. Màu xanh xi măng kết hợp với màu đen nhìn rất là đẹp ha, với hệ thống đèn led 2 tầng nhìn rất là xịn sò luôn đó. Trắng bùng cũng được độ lại luôn ha, với chữ Suzuki màu đen ở giữa. Đây thấy chưa, đây là phần hông xe nè, một phần hông đèn chính nè. Rồi đây phía dưới một xíu hình con cá mập. Các bạn thấy không, hình con cá mập nhìn rất là ok ha, rất là xịn sò luôn ha, thấy chưa, đẹp ha, nhìn rất là đẹp luôn. Nói chung là phiên bản cá mập này nè, nhìn mấy cái hầm răng nó làm chỗ này mình rất là thích, nó cứ là lạ sao mọi người, nhìn rất là ok ha. Và chỗ này có mấy hoa văn báo đốm nè, tương tự giống như là phiên bản báo đốm vậy á, thấy không. Đây, và đặc biệt là bánh mâm được độ là màu bạc ha, rất là đẹp luôn ha. Rồi và dưới đây có chữ BBA, nghe đọc như kiểu BBQ á, nướng đi nướng ăn buffet không bằng á. À, đẹp ha, đẹp ở chỗ này, biết chỗ nào không, đẹp ở phần này nè, màu đen tô chuyển sắc là thành màu xanh, rất là ok. Những cái chi tiết nhỏ nhặt như vậy nha, nhưng mà nó làm cho điểm nhấn chiếc xe rất là ok đó mọi người. Và tiếp theo là phần mặt hông nè, đây mặt hông màu xanh với chữ Raider viền trắng ha, nhìn rất là tinh tế luôn. Và F150 với các hoa văn báo đốm đó, nhìn ok ha. Và mâm bánh mâm sau á cũng được độ thành màu bạc luôn nha. Và chiếc này hình như là cửa hàng chỉ độ là màu sơn xe cũng như bánh mâm thôi, còn các chi tiết phụ kiện thì cửa hàng cũng giữ nguyên ha. Rồi tiếp tục là phần mặt hông bên trái xe, đây là phần mặt hông bên trái xe nha mọi người đó, mọi người thấy chưa, ok ha, Suzuki
đó, mình sẽ quay chậm rãi từng chi tiết một. Nói chung là nó cũng không có gì đặc biệt cả, hai mặt không đều như nhau. Đây với chữ Rider và F150 phía sau, logo hình bảo đốm, ok anh. Và một trong những phiên bản đặc biệt ở video này đó chính là màu xanh này. Màu xanh này là cửa hàng mới vừa độ luôn nha mọi người. Mới vừa độ là mình quay luôn đó, đó mà ha. Đây, đây là tổng quan mặt hông bên trái xe ha. Thì thay vì chiếc cái mập hồi nãy á, mình dựng hai chiếc sát nhau mà, thì chiếc cái mập á mình chỉ quay được mặt hông bên phải á, thì ngược lại chiếc này mình chỉ quay được mặt hông bên trái kỹ á, thì mình quay luôn, tại vì mặt hông bên trái hay là bên phải đều như nhau hết nha. Đó, thấy không, đẹp không, màu xanh kết hợp với lại màu đen và các họa tiết như là tên xe màu trắng tạo điểm nhấn rất là đẹp luôn ha. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cụ thể nè. Đây, đây là chi tiết cụ thể đây ha. Đó, rất là đẹp nha mọi người. Ok, mình quay kỹ nè, nhìn quay xa xa. Đó, DOHC 4 van Hyper in the bond màu đen. Đó, Rider, tên chữ ra nè. Cái chữ Rider nhìn đẹp không? Mọi người nhìn kỹ đi ha. Nó viền xanh xanh nhìn rất là đẹp nha. Đó, và đây 6 speed 6 số ha, nhìn ok ha. Nhìn đẹp, nói chung là chiếc này đẹp, chiếc này nhìn rất là sang. Ở đây là phần mặt hông phía sau xe này, với tên xe này F150. Ha, ok không? Đó, Liwi Kunlet, rất là ok, rất là xịn sò. Và đây là phần mặt hông bên trái, mình quay mặt hông bên trái của các bạn xem nè. Đây là phần mặt hông bên trái nè. Đó, thấy chưa? Đó, thì phần mặt hông bên trái cũng như phần mặt hông bên phải đều như nhau thôi. Thấy chưa? Đó, mình quay khúc sau các bạn xem nè. Đó, ok ha. Đó, và bây giờ mình sẽ quay gần lại sơ chi tiết lại một xíu ha. Đây, anh nhớ DOHC 4 van Hyper in the bond Rider 6 speed logo Suzuki. Đó, thấy chưa? Đó. Nói chung là về màu sơn á, thì cửa hàng bảo hành từ 2 đến 3 năm nha, nên mọi người yên tâm ha. Còn về vấn đề làm cà vẹt hay màu xe là cửa hàng hỗ trợ luôn nha, yên tâm về vấn đề công an bắt ha. Thấy chưa? Rất ok ha. Ngoài phiên bản độ ra thì cửa hàng còn có rất là nhiều phiên bản độ khác cũng như các phiên bản nguyên bản khác luôn. Thì bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 của Banh Côn ha. Và số điện thoại mình luôn cập nhật phía dưới góc trái màn hình nha. Như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cũng như trả góp xong rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Và sau video clip này mình tiếp tục cập nhật giá Winner X cũng như Supra GTR nha. Nói chung là mình cứ cập nhật từ từ để mình coi giá nó có biến động hay không, mình cập nhật cho mọi người. Để mọi người mà theo dõi kênh mình á, có thể cập nhật tin tức, cũng như bạn nào mà chưa cập nhật thì mình cập nhật luôn nha. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau. Tạm biệt. Wow, quá đẹp. Hai màn này công nhận đẹp thiệt.